Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin với tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo để nắm lấy cái linh hồn, cái bản chất cách mạng và khoa học ở học thuyết của Mác Lênin, chứ không phải là những câu chữ máy móc khô cứng. Trong bản tuyên ngôn độc lập bất hủ, không thấy có một từ nào trích dẫn Mác Lênin. Trong bản di chúc lịch sử, người để lại cũng không có một chữ nào nói về chủ nghĩa Mác Lênin. Nhưng tư tưởng Mác Lênin đã luôn là ngọn đuốc soi rọi con đường cách mạng vĩ đại của người và đưa dân tộc ta đến với độc lập tự do. Bước ngoặt vĩ đại trên con đường cứu nước cứu dân của người đã diễn ra trong một đêm tháng 7 tại một căn phòng nhỏ ở Paris, nơi mà người lần đầu tiên được tiếp xúc với bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Đó là hành động đáp ứng nhu cầu của lịch sử dân tộc và xu thế thời đại, một tất yếu lịch sử. Nguyễn Ái Quốc sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước trên quê hương giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. Trong bối cảnh cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, phong trào yêu nước chống thực dân Pháp dưới ngọn cờ tư tưởng phong kiến và tư sản của nhân dân Việt Nam diễn ra sôi nổi nhưng đều thất bại. Mặc dù rất khâm phục tinh thần quả cảm của các sĩ phu yêu nước, nhưng Nguyễn Ái Quốc không tán thành đường lối giải phóng dân tộc của những người lãnh đạo các phong trào yêu nước đương thời. Vì thế, người đã quyết định đi ra nước ngoài để được tai nghe mắt thấy tình hình thế giới, rồi từ đó tìm ra con đường cứu dân tộc mình thoát khỏi cảnh nô lệ áp bức. Đi khi bác đi tìm đường cứu nước, bác đã biết là cứu nước như thế nào đâu. Biết gặp ai, biết hỏi ai, có mô hình nào đâu, chưa có mô hình nào cả. Nhưng chỉ biết là các mô hình trước, các phong trào yêu nước trước là đã thất bại rồi, ở trong nước thất bại rồi. Đi qua nhiều đất nước, nhiều nền văn minh, nhiều châu lục, nhưng Nguyễn Ái Quốc đã chọn Mỹ, Anh, Pháp để được trải nghiệm. Nước Mỹ thu hút người bởi tuyên ngôn độc lập năm 1776 và tượng nữ thần tự do đứng sừng sững trên vịnh New York. Khi tàu và thuyền vào cảng, trong khoảng 10 km đã nhìn thấy. Người đã sống trên đất Mỹ từ cuối năm 1912 đến những năm 1913. Sau đó người sang Anh, đất nước giàu mạnh, có nhiều thuộc địa trải rộng trên khắp mặt địa cầu thời đó. Đúng như các thủy thủ mách bảo, Anh Quốc là đất nước mặt trời không bao giờ lặn. Sau nhiều tháng năm trong hành trình xuyên đại dương, người trở lại điểm đến quan trọng nhất là nước Pháp và tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Bác đến định chính cái nước mà đang đô hộ áp bức mình để bác xem là người ta thực hiện các cái quyền tự do dân chủ bác ái ấy, bình đẳng ấy, như là cái tuyên ngôn của đại cách mạng Pháp ấy, nó có đúng hay không? Thế tại sao mà người dân lại khốn khổ này mà người ta cứ dương cao ngọn cờ là đi gọi là khai hóa văn minh như thế thì rõ ràng là không phải, đúng không? Bác phải tìm hiểu rõ cụ thể những cái mặt mạnh mặt yếu của cái chế độ thực dân ở ngay tại cái đất nước. Trong những năm ở Pháp, người đã hoạt động rất nhiệt thành trong các phong trào công nhân và thuộc địa. Người đã tham gia Đảng Xã hội Pháp, vì đây là một đảng bảo vệ cho quyền lợi người lao động. Trong quá trình hoạt động, tư tưởng và lý luận của Nguyễn Ái Quốc đã hướng gần với cách mạng tháng 10 Nga và chủ nghĩa Mác Lênin. Năm 1920, tại thủ đô Paris, đã diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Nguyễn Ái Quốc và chủ nghĩa Mác Lênin qua bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Luận cương thu hút sự chú ý đặc biệt của Nguyễn Ái Quốc. Người đã đọc đi, đọc lại nhiều lần và qua lăng kính chủ nghĩa yêu nước chân chính, người tìm thấy ở đó con đường đúng đắn giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của thực dân. Trong cái quá trình ra đi tìm đường cứu nước, thì về mặt lý luận là vào thời điểm mà bác của chúng ta tìm được, đọc được cái luận cương Lenin ấy, là vào năm 1920, là lúc đó về mặt lý luận giải phóng dân tộc, về vấn đề dân tộc thuộc địa với bác là nó chưa sâu sắc, chưa rõ ràng. Đấy. Mà chúng ta thấy một cái chứng minh rất rõ là trong cái bản án, cái bản yêu sách của nhân dân An Nam ấy, năm 1919 gửi đến hội nghị Versailles ấy, nó có cái 8 cái điểm, thì là Nguyễn Ái Quốc
ký tên vào cái bản yêu sách ấy, nhưng chỉ đề ra những cái yêu cầu rất cụ thể thôi. Đòi quyền tự do lập hội, quyền tự do hội họp, tự do cư trú, tự do đi lại, v.v. Tức là các cái quyền rất cụ thể. Chứ còn nếu mà bảo muốn giải phóng dân tộc thì phải làm gì thì chưa biết. Đấy, rõ ràng là có một cái minh chứng như thế. Nhưng mà bác rất mong mong mỏi mỏi một cái tìm được, thấy một cái con đường cứu nước nào nó phù hợp. Thế thì cái tờ báo nhân đạo, tờ Humanité là vốn là của cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội. Cho nên là bác là thành viên của Đảng Xã hội, thì cho nên là bác cũng quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội. Cho nên là bác mới đọc cái tờ báo đấy. Đọc cái tờ báo đấy thì chính cái tờ báo đấy vào tháng 7 năm 1920 trong hai số đã đăng tải cái bản luận cương, những luận cương sơ thảo lần thứ nhất, những luận cương về vấn đề dân tộc thuộc địa đấy, tên đầy đủ của nó. Còn chúng ta cứ gọi là luận cương của Lenin về dân tộc thuộc địa. Thì rõ ràng bác đọc thì bác hình dung ra được cái con đường giải phóng dân tộc mà lâu nay mình đi tìm mình không hiểu. Ví dụ là muốn giải phóng dân tộc thì phải thành lập được cái chính đảng để mà lãnh đạo người dân, mà cái chính đảng nó phải có đường lối, chủ trương rõ ràng. Cái thứ hai là cái chính đảng này, cái phong trào cách mạng của cái nước thuộc địa này phải nằm trong cái trào lưu, phải được sự kết nối, được sự ủng hộ của phong trào của quốc tế cộng sản. Chứ không, anh không làm một mình được. Và cái vai trò của anh, vai trò của đảng ấy, trong cái công cuộc đấy là phải dẫn dắt quần chúng lao động đến lên. Thì rõ ràng cái vấn đề dân tộc thuộc địa lúc đó bác mới vỡ òa ra, là bác mới thấy là à, nó phải như thế. Thì kết hợp với cái quan sát, tìm hiểu, khảo nghiệm thông qua cái bản yêu sách như An Nam đòi các quyền dân chủ rất là cụ thể như thế, thì kết hợp với lý luận của Lenin thì nó hình thành những con đường cứu nước của bác. Trong cuộc đời hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa đã có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời hoạt động của người. Luận cương của Lenin đã tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước. Hướng đi đúng đắn của sự nghiệp giải phóng dân tộc đã được xác định, chấm dứt cuộc khủng hoảng lâu dài sâu sắc về đường lối của cách mạng Việt Nam. Và từ khi xác định được con đường và lý tưởng cách mạng của mình, dù đã phải trải qua biết bao gian khổ khó khăn như khi bị bắt ở Trung Quốc, phải đi qua hàng loạt các nhà tù hay bị thực dân Pháp truy đuổi gắt gao khắp các vùng chiến khu, người cũng không bao giờ nao núng mà toàn tâm toàn ý thực hiện theo lý tưởng mình đã chọn. Điều này đã để lại một bài học rất ý nghĩa cho ngày nay, khi mà thực tế đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên dù đã lựa chọn con đường cho mình là con đường cách mạng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Thế nhưng trước những khó khăn cám dỗ của thời cuộc lại phai nhạt đi chính lý tưởng của bản thân, để rồi suy thoái, sa ngã, thậm chí làm ra những việc hại nước, hại dân. Chính vì thế, hơn lúc nào hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tập trung noi gương Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, để rèn luyện ý chí, giữ vững lập trường chính trị, trung thành với lý tưởng đã chọn để đi đến tận cùng.